Rồi, xin chào các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với trò thôi. Lá bài lần đầu. Và đây, người khán giả của chúng ta hôm nay đặc biệt là anh quay phim. Tại vì hôm nay khán giả đẹp hết rồi, chúng ta mượn quay phim làm khán giả. Và các bạn yên tâm, ở trò này không có công si. Tại vì anh quay phim cũng không có biết chơi ảo thuật. Rồi, bây giờ chúng ta một chút bộ bài đi. Anh nhìn sao mà biết không biết chơi ảo thuật hơn. Trời ơi, xào kiểu này thì bộ bài người ta trăm mấy ngàn xào hồi hư luôn. Rồi xong. Rồi bộ bài bình thường ha. Năm hai con khác nhau. Rồi giờ đầu tiên xin mời anh hãy chọn lá bài của mày nào. Đi bóng nữa, được không? Dạ. Rồi ký tên đi nha. Trong này đúng không? Vậy mà hứa ra ký chứ có gì đâu mà phải giấu. Đây đây, cho ông giả coi. À, cái phim chọn con xì cơ nha. Rồi, ký cái tên này nè. Rồi ghi thêm cái chữ ken vô đi. Ghi thêm người diễn vô đi. Cho nó nhiều. Ghi mấy chút camera đi cho khán giả thấy nè. Đây, xoay chút camera cho khán giả thấy. Tao xoay cái lưng chi vậy? Xoay cái lá bài thôi, đây. Để ghi cho khán giả coi. Sao đi kìa bên này em được. Nào cũng được. Rồi, cái chẳng cái dây che camera kìa. Rồi, chúng ta ký tên vô là để chắc chắn cho khán giả thấy là lá bài này có một chữ ký. Rồi, bây giờ nhìn kỹ nha. Bây giờ cái lá bài nè. Có mấy lá như thế này? Có mấy lá có chữ ký giống vậy? Một. Chắc không? Chắc. Nếu có hai lá thì sao? Bó tay, không hiểu lý do sao nó có hai lá. Chắc chắn lá bài có thể có hai lá con xì đúng không? Nhưng mà lá bài có cái chữ ký hoàng mèo như thế này nó chỉ có một thôi. Rồi cầm kiểm tra này lần nữa đi. Kiểm tra coi thử nó có đẹp hay không. Rồi bây giờ tiếp ha. Rồi giờ đây là con. Đây là con xì cơ đúng không? Rồi bây giờ cái con xì cơ này nhìn nó coi cái con xì cơ. Nhìn cầm đi. Rồi bây giờ cho cái con xì cơ coi thử là nó có gì đặc biệt ở trên cái con xì cơ. Có mỗi chữ ký là đặc biệt ha. Mỗi chữ ký là đặc biệt đúng không? Rồi bây giờ nhìn kỹ nha. Giờ đây là con xì cơ. Bây giờ đầu tiên là lấy con xì cơ bỏ giữa bộ bài. Đó, phải gì giữa rõ ràng. Bỏ nó vô. Rồi bốn thành khác. Đó, rồi lên trên đầu nè. Ngồi không? Bây giờ bỏ gì giữa lần trước cho thấy nè. Đó, rõ ràng hơn trước. Bỏ vô bốn tay khác. Đúng không? Rồi tiếp tục lấy lá bài ra kiểm tra lần nữa đi. Cái gì cho bài nó có một xì cơ, có đâu vô. Tất nhiên một xì cơ đúng không? Có cần đánh dấu nữa không? Không cần đánh dấu đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ làm lại nè, bây giờ làm rõ ràng nè, đây. Ở đây con xì cơ đúng chưa? Đây, nằm đây. Rồi, bây giờ làm chậm nè. Đưa nó qua đây. Đưa nó vô đây luôn. Rồi, cho nó vô chậm. Rồi bốn thằng ấy. Lên trên này. Bây giờ làm chậm cực chậm nha. Kỹ. Nhìn cho kỹ ra. Đưa nó qua bên đây. Đưa nó qua bên đây. Đẩy con sự cơ lên. Rõ ràng toàn thấy sự cơ. Đưa nó qua bên đây. Rồi. Đưa nó qua này luôn. Rồi. Xong rồi. Xẹt cái tay ra. Xẹt tay ra. Để như này. Rồi. Đóng mạnh cho sự cơ nó vô. Rồi đây. Rồi giữ chặt nha. Kiểm tra ra nó có thiệt không? Không có. Rồi tại sao nó lên trên đây? Hoàn toàn không biết. Rồi, đối với trò này chúng ta có thể diễn bất kỳ người nào nha. Đưa lấy xì lên mà khán giả không biết. Rồi, còn bây giờ mình sẽ show bí mật ra. Và đối với cái kỹ thuật này thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên nhất, mình sẽ cho khán giả chọn một lá. Rồi, chọn một lá bài. Rồi. Khi trong lúc khán giả chọn cái lá bài này ha, mình sẽ cho khán giả ký lên. Ký tên lên để cho khán giả biết đây nó chỉ có một lá thôi. Nếu mà mình không ký, mình bỏ giữa lên đầu, bỏ giữa lên đầu, người ta nghĩ mình có hai lá. Rồi tiếp theo cái việc còn lại này, chúng ta sẽ lấy hai lá bài trên đầu.
chúng ta để quỷ đó ra, rồi chúng ta để sẵn ở đây. Lúc đó khán giả đang coi cái lá này, đang coi cái lá này. Tiếp theo mình sẽ thu cái lá này về và đặt lên cho đây, cho khán giả coi đây là lá của khán giả. Thì giờ mình có tới ba lá, có tới ba lá. Rồi mình cho khán giả coi cái lá này, mình lấy lá này mình ấp nó lại. Khán giả sẽ nghĩ lá khán giả đang ở trên đầu, mình nói lấy lá của bạn bỏ về giữa. Thì lúc này lá của khán giả đang nằm ở vị trí số 2. Rồi lấy lá khán giả bỏ về giữa, bốn lá vàng đấy. Bốn nó lên đầu thì sao? Giữa lá đây nó chưa lên đầu, mình phải giữa hai lá nó lên đầu. Bằng cách mình sẽ giữa lên hai lá cùng lúc. Double clip nha các bạn, quay từ kỹ thuật double clip cho mình lên trên đầu. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy lá này bỏ vô giữa một lần nữa. Thì vẫn là cái lá kia, lá khán giả nó vẫn còn nằm ở đây. Bốn lần đấy, lên trên đầu. Đây là hai lần, một lần đằng sau, một lần đằng trước. Rồi bây giờ đến lần thứ ba nè. Bây giờ đến lần thứ ba, đến lần thứ ba mình bỏ 1, 2, mình ấp cái lá này lại, mình chỉ cần ấp cái lá này lại thôi, mình lấy cái lá này mình bỏ vô giữa, mình chỉ cần lắc một cái nó biến thành lá khác, cái lá giữa nó nằm ở đây. Vậy thì cái kỹ thuật nó như thế này. Đầu tiên mình để lá này lên trên đầu, mình sẽ cầm cái bộ bài ở dưới, tách một con ra ở phía dưới như thế này, tách bộ bài ra. Đây là lá của khán giả nè. Thì cái lúc đó cái tay của mình cầm ở dưới cái lá bài, nó sẽ nằm sẵn ở đây. Mình sẽ ấp lá bài lại, ấp lại. Rồi cuối cùng mình ấp nó lại thì mình thả cái lá này xuống luôn. Thì lúc đó mình có dư một lá, thay vì có một lá mình có thêm một lá mồi nữa. Rồi mình lại 1, 2, 3, 4. Rồi cho lá khán giả, lá khán giả vào đây. Thì cái giả tưởng là cái giả đây, nhưng thực tế lá khán giả nó vẫn còn nằm ở bên đây. Thì đây là cái lá giả thôi. Rồi cho nó vô, cho nó vô giữa bộ bài. Rồi bốn vàng cái lên đầu, hồi nãy nó vô giữa lên đầu. Rồi động tác cuối cùng nó bài chạy lên miệng nè. Mình cũng tách một lá bài giống như hồi nãy, tách lá bài ở đây. Rồi mình đặt ngửa lá bài khán giả ra, ấp lại một cái. Động tác này quan trọng, mình để cái tay này lên đây, đẩy lá bài khán giả lên, đồng thời thả cái lá bài của mình ở phía sau ra, nó sẽ che lá bài. Lúc đó mình đưa lên, khán giả sẽ thấy như thế này. Và sau lưng mình thấy nó sẽ có một lá giả. Lúc đó khán giả sẽ thấy cái lá bài khán giả đang nằm ở đây. Mình sẽ điểm ngửa xuống, mình đẩy lá bài vô. Thì nó, khán giả sẽ nghĩ lá bài khán giả là nằm ở sau cùng, nhưng mà thực tế nó vẫn là đang nằm thứ hai. Rồi mình đưa cái lá giả qua đây, mình nói là đưa lá bài của khán giả qua đây. Rồi lúc đó mình lấy cái tay mình đưa thấp cái tay này xuống để cho con mắt của khán giả nhìn xuống, mình đưa sát lá bài vô. Lúc đó cái tay còn lại chúng ta sẽ đưa cái lá bài lên trên miệng. Các bạn đừng có sợ là người mà đưa lên người ta thấy cái bài này, lúc đó người ta đang còn quan tâm lá bài của khán giả nè. Nói đây, đưa sát lá bài vô đó, khán giả sẽ tập trung, khán giả không bao giờ rời mắt lá bài của khán giả. Tại vì nếu mà rời mắt mình rút cái lá này ra là sao, khán giả luôn luôn nhìn vô đó. Thì cái hành động còn lại lúc đó mình sẽ đưa lá bài lên miệng nặng vô. Khán giả có, lúc đó khán giả vẫn còn nhìn cái lá bài phía dưới. Rồi bỏ vô, tiếp theo mình bỏ này vô lần nữa. Rồi yêu cầu khán giả xòe tay ra, cầm một bài chắc luôn. Rồi sao mình qua đúng là biểu khán giả nhìn lên miệng, khán giả nhìn lên, khán giả sẽ bất ngờ. Ủa, cái lá bài hồi nãy đang nằm kia tự nhiên vẫn nằm vô đây. Đó là một cách. Cách thứ hai là mình có thể là mở cái ví ra mình bỏ vô, hoặc là mình lấy lá bài mình giấu đây. Hoặc là sau khi lúc đó khán giả đang nhìn xuống dưới rồi, mình rất là căng thẳng, mình sẽ cầm lá bài dắt đây, để lá bài trên người khán giả, hay bỏ vô túi, hay bỏ này nọ, mình có thể giấu nó lại để bất kỳ chỗ nào mình muốn. Thì lúc này khán giả chỉ nghĩ là lá bài khán giả còn nằm trong đây, ra tìm hoài nó không ra. Còn mình muốn lá bài này xuất hiện ở chỗ nào thì mình ha, tùy vào khả năng của mỗi người muốn xuất hiện ở đâu. Còn trong giới hạn của trò này, chúng ta chỉ diễn vui ở đây, mình nhìn luôn đó, bất ngờ. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy trò thật này hay, xin mời các bạn hãy bấm vào nút đăng ký và chờ đợi ngày mai chúng ta sẽ có clip ảo thuật tiếp theo về liên quan tới bài. Bye bye. Ok, các bạn, ok.